nấu chung với hầu đều muốn, chỉ có 4 động tác thôi. Coi như là mình tập thể dục nha. Mình có thể là quay phim chụp hình lại làm kỷ niệm. Bố sao vậy? Đây gọi là gì? Nước linh, nước linh chi hả chị? Đúng rồi, trà linh chi. Cái đường này thì không có bán. Qua đây được lâu rồi. Cái đường này thì không có bán. Đây đường đây luôn. Ở Đài Loan muốn bán rượu, bán thuốc lá phải có chứng phủ, cấp giấy phép chứ không có tùy tiện bán. Nha, cái đường này chỉ mời nhà mình thôi. Chị là linh chi gì? Nếu như mình ngồi xe dễ bị đau lưng, mỏi, sự khớp không tốt, thì là khi huyết không lưu thông. Đối với phụ nữ mình á, nhất là mùa đông này, tay chân dễ bị lạnh, khí huyết không điều hòa, thì mình cứ uống tí xíu rượu này nó rất tốt. Thật sự ra rượu gì nó cũng vậy, mình đừng có quá lượng là được, đều tốt cho sức khỏe con người mình. Nhưng mà cái đường này nó rất đặc biệt, người ta gọi nó là đông phun piara đó. Một người uống hai người không phải, một người uống hai người vui. Không phải đâu. Không, cái này nè, nó cơ cấu làm gì nè? Thì ghé thôi. Cái này con thuyền mà ông cái đưa đúng không? Thuyền nào? Con thuyền mà đưa bà đè bà vợ nè. Ông này nè, qua sông nè, con thuyền đó. Thank you.
defeated by the dreams and the memories we've made. To see it crashing out the skies like a tidal wave down on me. Walking alone on the coldest night. There's nothing I can ever say to change your mind. To change.